Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 7 của buổi chiều ngày hôm nay. Có điểm cho giữa hai đội bóng đó là FC Sông Quê và Tem Kenin. Và trận đấu bắt đầu. Rồi, bỏ luôn. Đây có bóng rồi. Tiếp tục là pha phạt bóng của Bùi Văn và Thu. FC Sông Quê dẫn trước một điểm, đấy là 1-0. Đó là tình huống bám chắn của Quản Trọng Nghĩa. Tiếp bóng chặn người Thần Hoàng không qua bóng chắn có lúc nghỉ của Sông Quê. 2-0. Đổi điểm về sông, cho Sông Quê là 2-0. Điểm thứ hai thuộc về các cầu thủ FC Sông Quê. Phạt bóng ra ngoài. Vậy là Bùi Văn Cường phát bóng ra ngoài. Đổi điểm về cho Kenin 1-2. Thanh Thành sẽ là người Lê Thanh Thành sẽ là người phát bóng. Rất mạnh. Vẫn còn. Bùi Văn Cường. Hàng chắn rất tốt của các cầu thủ. Là Bùi Văn Cường Kenin chưa thể qua được hàng chắn của Tem Kenin. Đổi điểm về 2 đều. Kenin 2 đều. Phát bóng ra ngoài. Vậy là Lê Thanh Thành phát bóng ra ngoài. Đổi điểm về cho FC Đông Quê 3-2. Rất đơn giản. Pha bỏ bóng của Quản Trọng Nghĩa. Điểm. Đổi điểm về cho Sông Quê 4-2. Bước 1 tốt rồi. Sơn Hải. Một pha gõ bóng Sơn Hải. Bùi Văn Cường phòng thủ không thành công. Đổi điểm về cho Tem Kenin 3-4. Pha đập bóng rất tốt của Xuân Đức. Vâng, đấy là pha ghi điểm của Xuân Đức. Đổi điểm về cho FC Sông Quê 5-3. Chủ công Xuân Đức. Điểm cho Sông Quê 5-3. Và phát bóng ghi điểm trực tiếp của Bùi Văn Cường. Điểm đổi cho Sông Quê 6-3. Phát bóng ra ngoài. Bùi Văn Cường đã phát bóng ra ngoài mất rồi. Đổi điểm 4-6 cho Kenin. Bước 1 tốt của Bùi Văn Cường. Bỏ bóng của Xuân Đức nhưng chưa thành công. Thanh Sang. Vẫn còn. Một pha đánh bóng rất mạnh của Xuân Đức. Đổi điểm. Điểm đổi về 7-4. Xuân Đức. Điểm cho Sông Quê 7-4. Điểm đổi 7-4 cho Sông Quê. Một pha phát bóng rất mạnh của Bùi Văn Cường. Điểm đổi 8-4 cho FC Sông Quê. 8-4 rồi. Ở những giải đấu như thế này thì những YouTuber không thể thiếu được. Bước 1 tốt rồi, cái này mày bổ anh ạ. Mày bổ anh dừng lại. Phèo đi, cũng rồi, quẹt thu rồi. Bỏ bóng của Thanh Sang chưa thành công. Và đấy là Vũ Ngọc Hoàng. Một pha bỏ bóng lỏng tay. Và điểm đổi là 14. Điểm đổi 9-4 cho FC Sông Quê. Bùi Văn Cường phát bóng không qua lưới. Và đổi điểm 5-9 cho Tem Kenin. Một pha phát bóng rất mạnh của Lê Thanh Thành. Một pha dội bom của Xuân Đức. Và
đổi điểm về cho FC Sông Quê là 10 năm. Bây giờ nghe anh Minh Luân là xét đấu thứ 7 đó mà. Mẹ em. Cái thằng nghe anh Minh Luân là xét đấu thứ 7 đó mà. Mẹ em bây giờ em ngơ là mơ ngang. Tưởng nó 7 thật. Nhớ là mới thứ 6 mà. Ôi. Vẫn còn một pha gõ bóng lòng tay của quản trọng Nghĩa, đổi điểm về cho FC Sông Quê 12 năm. Ủa anh ra mồ hôi đi nhá. Đến sáng là cho mẹ mày đi phát người. Đến sáng rồi bằng cửa lắm. Cho đi phát thì đéo lên đánh được nữa. Đã hết rời bài rồi. Không được. Mình kêu bố đưa cho thương các em. Cho thì uống. Thì bếp thì uống. Đây việc làm. Ở trận đấu tiếp tục. Đúng một tốt rồi. Bây giờ thì tỷ số đang là 12 năm rồi. Đó là một pha xử lý và kéo bóng của Lê Thanh Thành. Quản trường Nghĩa cũng đã bất đã có điểm cho Lê Thanh Thành. Điểm đổi 62 cho Tem Kinin. 62. Bóng sức mạnh của Lê Thành. Tục 1 công được tốt của Bùi Văn Cường. Có bóng của Xuân Đức. Và đây bây giờ sẽ là kết thúc của Thanh Thành. Một pha đóng đi của Lê Thanh Thành ghi về điểm số 72 cho Tem Kinin. Cách điểm rút ngắn số chỉ còn 5 điểm dành cho các chàng trai bên phía của Tem Kinin. Những chàng trai đang chạy mang trên mình màu áo vàng quần đen. Và bên phía Sông Quê đó chính là những chàng trai trong trang phục áo xanh quần đen. Bước 1 của quản trọng Nghĩa, Bùi Văn Cường. Một pha đánh tay chiêu của Bùi Văn Cường. Lách hàng chắn. Và điểm đổi 13-7 cho FC Sông Quê. Trận đấu thứ 7 ở trong giải đấu này. Đó là trận đấu đầu tiên trong buổi sáng buổi chiều ngày hôm nay. Bước 1 tốt của Thanh Sàng. Và tiếp là Lê Thanh Thành. Một pha đánh bóng rất mạnh nhưng chưa qua được hàng chắn tốt của các chàng trai bên phía Sông Quê. Vũ Quốc Hoàng và Quản Trọng Nghĩa. Đội điểm dành cho bên phía điểm số tiếp theo là cho bên phía các chàng trai của Sông Quê. 14-7. Điểm đổi là 14-7 cho FC Sông Quê. Lùng luôn. Đây là anh ơi. Trọng tài xác định bóng trong sân. Và Tem Kinin có điểm số thứ 8-14 rồi. Có điểm số dành cho các chàng trai bên phía của Tem Kinin 8-14. Về Thành Thành phát bóng pha bóng rất uy lực. Đó là lỗi của các chàng trai bên phía Sông Quê rồi. 9-14 dành cho các chàng trai bên phía của Tem Kinin. Điểm số 94 rồi cho Tem Kinin. Khoảng cách bây giờ đang là 5 điểm dành cho các chàng trai bên phía Tem Kinin. Quyết tâm rất cao. Rất mạnh nhưng đáng tiếc đã ra ngoài mất rồi. Có tình huống phát bóng đi ra ngoài. 15-9. Đội điểm 15-9 cho FC Sông Quê. Sẽ là một tình huống tấn công của Bùi Văn Cường. Đội 1 tốt rồi. Và đánh bóng không qua chắn của Thanh Sang. Và điểm đổi cho Sông Quê 16-9. Và các bạn đang được theo dõi chương trình. Chúc một tốt rồi. Thứ 7. Đấy là Lê Thanh Thành.
nhưng cắt bóng cao tầm, nhưng bóng đáng tiếc bóng đã ra ngoài mất rồi. Điểm đổi 17-9 cho FC Sông Quê. Rất mạnh. Bóng tốt của Lê Thanh Thành. 10-17. Vậy là pha bóng vừa rồi của Lê Thanh Thành đã có điểm. 10-17 cho Tem Kenin. Đó là đối đầu với những chàng trai trẻ, sự kết hợp giữa Quảng Nam và Hà Tĩnh. Quảng Nghĩa phòng thủ tốt rồi, một pha phòng thủ tốt của Lê Thanh Thành, nhưng tiếp tục bây giờ sẽ là Bùi Văn Cường. Pha bỏ bóng đầy tinh tế của Bùi Văn Cường. Pha đá bóng đầu tiên đổi vào điểm cho FC Sông Quê 18-10. Đã giúp cho Kenin đỡ một bàn thua sớm rồi. Và ngay sau đó là một pha bỏ bóng khôn khéo của chàng trai quê hương đến từ Phú Thọ. 18-10. Bục một tốt rồi. Tốt. Thanh Sang. Chưa được. Vẫn chưa thành công. Bây giờ là cơ hội của Trọng Nghĩa. Bùi Văn Cường. Điểm số 19-10 cho FC Sông Quê. 9 điểm. Bực 1 chưa được tốt rồi. Đó sẽ là cơ hội dành cho bên phía các chàng trai của một pha ghiều bóng của Ngọc Hoàng. Trong tình huống mà không biết là bỏ hay là đập. Chạy chiến thuật để có thể hút trắng. Đổi điểm 20-10 cho FC Sông Quê. Ngọc Hoàng một tình huống tốt. Và pha xử lý đó là quá tuyệt vời. Và Nghĩa khả năng cũng có một tài năng về trường 2 nữa. Vậy là Bùi Văn Cường viết phát bóng chưa qua lưới. Điểm đổi 11-20 cho Tem Kenin. Rất mạnh nhưng Bùi Văn Cường đã bắt gọn trong tay. Một pha dội bom cổ của Trọng Nghĩa. Và kết thúc xét đấu thứ nhất của trận đấu thứ 7. Chúng ta sẽ bước vào xét đấu thứ 2. Của trận đấu thứ 7. Và có bóng của Bùi Văn Cường đã có điểm. Điểm số đầu tiên cho FC Sông Quê 1-0. Phòng thủ thành bước 1 thành công của tình huống của Lê Đình Thành đã đập bóng đi. Rất đáng tiếc Lê Đình Thành đã đánh bóng ra ngoài. Đổi điểm về cho FC Sông Quê 2-0. Vẫn là Bùi Văn Cường phát bóng. Nhưng đáng tiếc bóng ngoài mất rồi. Trực tiếp của Bùi Văn Cường. Và đổi điểm về cho Tem Kỳ. Vâng, như vậy là trong 10 người quay lại. Hai đội bóng đã. Vậy là trọng tài xác định bóng trong sân, điểm đổi 3-0. Sông Quê và Kiên Định có một điểm thôi. Chẹp một thì Sông Quê vượt qua Kiên Định. Lần này thì Bùi Văn Cường phát bóng không qua lưới, điểm đổi 1-3 cho Tem Kenin. Và điểm số dành cho chàng trai bên phía Tem Kenin. 1-3. Đá một Quảng Nam cùng với Ngọc Dung và Thanh Thành là hai vận động viên của rất mạnh nhưng bốc bầu tốt của Bùi Văn Cường. Một pha bóng Quản Đồng Nghĩa đập bóng văng vào tay chắn bóng ra ngoài. Và điểm đổi 4-1 cho FC Sông Quê. Trận đấu tương đối là thời điểm này thì chúng ta vào các chàng trai bên phía Sông Quê. Đầu tiên đã thuộc về đội chủ nhà, có 3 chiến thắng. Được một tốt rồi. Và đội trận đầu tiên của mình. Và pha bóng Lê Thanh Thành đánh bóng dứt lưới rơi vào phần sân của FC Sông Quê. Và đã có điểm là 2-4. Chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo của Vinh Nhâm ơi. Do ban tổ chức Thiên Thành nghỉ trưa. Là bè cùng anh em thành thủ đi ăn. Ban tổ chức có Thiên Thành thi đấu trận đấu này đúng theo quy định là 30 phút. Rất mạnh một pha vận bóng. Vậy là không thành công rồi. Một pha xử lý của Huy Con. Và điểm đổi về cho FC Sông Quê là 5-2. Ủy ban nhân dân xã Quang Lộc.
Và dường như tất cả những tình huống mà tranh chấp của Econ thì anh chưa bao giờ là người thua cuộc cả. Lại là một pha phát bóng chưa qua lưới của Bùi Văn Cường. Và điểm đổi là 3 năm. Nhưng ngay đến cả trường Trảng Bom cũng không thể tranh chấp thành công với Econ thì tôi cũng không hiểu được vì lý do vì sao. Điểm số dành cho bên phía của Tem Kinin 3 năm. Rất mạnh. Về nhanh. Cái sự không hiểu ý nhau. Và sự không hiểu ý nhau đó đã phải và đóng dấu của đóng dấu vào tay chắn của Thanh Sang. Một tình huống trượt bóng và kể cả là Bùi Văn Cường và quả điểm đổi là 4 năm rồi. Và điểm số thứ tư 4 năm dành cho bên phía của Tem Kinin. Bóng chốc sân và bóng phát bóng rất mạnh của Lê Thanh Thành và đổi điểm là 5 đều cho Tem Kinin. Ở hiệp thi đấu thứ hai thì các chàng trai bên phía Tem Kinin họ đang thi đấu tốt hơn rất nhiều so với lại hiệp thi đấu đầu tiên. Đéo. Lần này thì Lê Thanh Thành phát bóng ra ngoài mất rồi và điểm đổi 6 năm cho FC Sông Quê. 6 năm dành cho các chàng trai bên phía của FC Sông Quê. Bước một tốt của Thành Tràng. Bước một tốt. Và ngay sau đó thì một pha đánh cuộn bóng của Lê Thanh Thành và có số điểm đổi điểm 6 đều cho Tem Kinin. Pha xử lý mềm mại với cái cổ tay của mình thì đã giúp cho đội bóng của anh lên điểm số 6 và tỷ số là 6 đều dành cho các chàng trai bên phía của Tem Kinin. Và phát bóng rất mạnh nhưng bóng đã chưa qua lưới của Lê Thanh Thành. Đội điểm 7-6 cho FC Sông Quê. Cuối tuần để có thể cống hiến cho các khán giả nơi đây cũng như các khán giả. Thực sự là một ngày cuối tuần thật là ý nghĩa. Một giải đấu đợt trung tín lần thứ 2 năm 2022. Bước 1 chưa được tốt của Lê Thanh Thành. Có điểm số. Và đã anh đã có điểm ghi điểm. Đều rồi. Một pha bóng đánh bật tay chắn ra ngoài. Đội điểm 7 đều. Vẫn là pha phạt bóng rất mạnh. Tiếp tục sẽ là tình huống phạt bóng tấn công của bước một tốt của quả trọng điểm. Bóng thủ tốt. Bóng ngoài sân. Bóng trong sân, bóng trong sân. Trọng tài xác định Bùi Văn Cường đã qua sân. Bóng ngoài sân nhưng mà trọng tài cho rằng trong tình huống vừa rồi thì Bùi Văn Cường đã cho chân sang bên phần sân của Tem Kinin. Và điểm số dành cho bên phía của các chàng trai Tem Kinin 8-7. Cục diện của Sông Quê ở trận đấu này thì đã hết rồi. Rất mạnh. Sức mạnh của Thanh Thành. Nói được rằng là khi mà có được điểm số, có được một số bóng nhất định thì FC Sông Quê đánh bóng không qua lưới và điểm đổi cho Kenin 9-7. Tự tin và sự thanh thoát cộng với lại những tầm lực của Thanh Thành, các bạn có thể thấy được rằng là nó quá uy lực. Và bây giờ sẽ là cơ hội để dành cho bên phía của Tem Kinin. Bóng thành công của Sơn Hải. Và điểm số thứ 10 dành cho các chàng trai bên phía Tem Kinin. Đổi điểm cho Kenin 17. Dành cho bên phía của các chàng trai áo vàng. Họ đã có được một số vốn nhất định và mang lại nhiều cảm xúc. Nói chung chẳng là những pha bắt đầu tiếp tục của Thanh Hải. Đây rồi. Bùi Văn Cường đánh bánh công qua hàng chắn của Sơn Hải và Thanh Sang. Một tình huống bàn chắn thành công. Và điểm đổi là 11-7. 11-7 nghiêng về Kenin. Chúng ta đã đi được một nửa điểm số của hiệp thi đấu thứ hai. Lần này thì ra ngoài rồi. Vậy là Lê Thanh Thanh lần này đã phát bóng ra ngoài. Điểm đổi cho FC Sông Quê 81. Tiếp đến vẫn là pha phạt bóng của Bùi Văn Cường. 81 dành cho bên phía của FC Sông Quê. Leo dày, tốt rồi. Đây rồi, Thanh Sang. Thanh Sang lần này Thanh Sang đã đánh bóng bật tay chắn ra ngoài và đổi điểm. Bóng chặn tay chắn và đi ra ngoài. 12-8.
xem anh em miền Nam đánh về chủ nhà rồi mọi người nhá, và đã thua 1-2. FC Song Quê và đội điểm 13-8 cho Tem Kingin. Vừa rồi pha bắt bước 1 lỗi của Xuân Đức. Đây là cơ hội để dành cho các chàng trai bên phía của Team Kingin. Đó là pha bóng khôn khéo của Sơn Hải. 14-8 rồi. Đội điểm 14-8 cho Kingin rồi. Vẫn là những pha phạt bóng như trái pha của Lê Thanh Trạch. Lê Thanh Thành phát bóng ra ngoài mất rồi. Và đổi điểm về cho FC Sông Quê là 9-14. Đi ra ngoài nữa của Thanh Thành. Và tỷ lệ rủi ro ở những tình huống phát bóng tấn công cũng là rất cao. Bên cạnh đó thì nó cũng có những tỷ lệ sát thương tốt. Và vừa rồi thì không đánh một đường bóng chắn tốt của Vũ Ngọc Hoàng. Đánh bóng không qua chắn. Điểm đổi 10-14 cho anh cho FC Sông Quê. Vậy là Bùi Văn Cường phát bóng không qua lưới và đổi điểm 15-10 cho Tem Kingin. 15-10. Những pha phát bóng tuôn lực của Lê Thanh Thành vẫn còn rồi. Sẽ là cơ hội dành cho bên phía của lần này Sơn Hải đã đánh bóng thành công rồi và điểm đổi 16-10 cho Kingin rồi. Đã có những sự xoay tua về đội hình bên phía Tim Kingin. Sơn Hải vì thi đấu ở vị trí bên 4, anh sang bên 2, Dũng Nhỏ là vị trí số 3 sẽ là người cầu truyền. Chặt bóng ăn điểm trực tiếp của Lê Thanh Thành và điểm đổi 17-10 cho Kingin. 17-10. Vâng, và như vậy là khoảng cách này, con số này rất tốt. Nó không khác so với hiệp thi đấu đầu tiên, nhưng mà con số 17 đang thuộc về các chàng trai. Phạt bóng trước qua lưới của Lê Thanh Thành và điểm đổi cho Sông Quê 11-17. Cách biệt là 6 quả. Đội đang xếp đầu đó là Lê Trúc Tín, chủ nhà với 3 bàn. Vậy là Huy Quan phát bóng không qua lưới và điểm đổi 18-11 dành cho Kingin. 18-11. Trong khi đó cả 3 chiến thắng của 3 trong 2. Và tiếp tục là Lê Thanh Thành sẽ là người phát bóng cho Kingin. Rất mạnh phòng thủ thành công. Vẫn còn. Và đấy là quả trọng nghĩa. Vậy là đã có điểm rồi. Và điểm đổi 12-18 cho FC Sông Quê. Thành Thành gõ bóng chưa qua lưới và điểm đổi 13-18 cho FC Sông Quê. Đấy rồi, Thành Thành bóng chắn thành công rồi. Thành Thành đánh bóng chưa qua hàng chắn và điểm đổi 14-18 dành cho FC Sông Quê. Và hai đội xin giành quyền hội ý ở trận đấu thứ hai của trận tài chính. Khoảng cách 7 điểm bây giờ chỉ còn lại 4 mà thôi. 14-18 dành cho các chàng trai bên phía của họ. Nó trừ anh ta lên trừ đấy. Và chúng ta cùng quay trở lại với diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai và trận đấu sẽ tiếp tục. Tỷ số giờ đang là 14-18. Vậy là Bùi Văn Cường phát bóng ra ngoài mất rồi và điểm đổi cho Kingin 19-14. Dành cho các chàng trai bên phía của Team Kingin để có được chiến thắng ở trong hiệp thi đấu thứ hai này.
Ngay sau đó thì Lê Thành Thành phát bóng rất mạnh nhưng đáng tiếc bóng ra ngoài mất rồi. Điểm đổi 15-19 cho FC Sông Quê. Sông Quê vẫn là Bùi Văn Cường phát bóng. Là nơi sẽ có trận đấu rất hấp dẫn giữa Kim Diamond và Mỹ Hạnh. Pha xử lý không thành công của Quảng Trọng Nghĩa. Và có điểm dành cho Pha bẻ lái bàn tay chắn của Thanh Trang đổi điểm 20-15 cho Dem Kein. 99-79% thì xem đấu thứ 3. 20-15 dành cho các chàng trai bên phía của Dem Kein rồi. Bắn cái gì á? 5 điểm set point để cho Kiều Linh có cơ hội để có thể giành chiến thắng. Lê Thành Thành phát bóng chưa qua lưới và điểm đổi 16-20 cho FC Sông Quê. Qua lưới của Lê Thành Thành. Bùi Anh là thắng Sông Quê mọi người ạ. Thành Đen là thắng Sông Quê Bùi Văn Cường. Bước 1 chưa được tốt của Thanh Sang và điểm đổi 17-20 cho FC Sông Quê. 17-20 rồi. Cuối cùng được Phú Văn Đường và Quảng Đồng Nguyên cũng như là Xuân Đức cũng như là Phú Ngọc Hoàng. Như vậy là điểm số tiếp tục như là 17-20. Tốt rồi. Tốt. Anh Thành. Và đó là kết thúc trận đấu thứ hai. 21-17. Xin chúc mừng các trận đấu. Đội đã hòa nhau là 1-1 và sẽ tiếp tục. Và chúng ta cùng chờ đợi ở hiệp thi đấu thứ ba. Ở tiếp đó hiệp thi đấu thứ ba. Trận đấu 15 quả. Và chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ ba của trận đấu thứ bảy giữa hai đội bóng FC Sông Quê và Dem Kein. Trận đấu này sẽ thi đấu trong vòng 15 quả và 8 quả đổi sân. Và điểm số cho FC Sông Quê là 5-0 rồi. Đã có một kết quả tốt ở trong hiệp thứ hai. Nhưng bất ngờ sang hiệp thứ ba này thì họ đang để cho bên phía của Sông Quê. Bước 1 chưa được tốt của Thanh Trang. Nhanh. Một pha ra tay nhanh của Vũ Ngọc Hoàng. Và đổi điểm là 6-0 cho FC Sông Quê. Phút 1 chưa được tốt của Dem Kein. Và đấy là pha dội bom của Xuân Đức. Và điểm đổi là 7-0 rồi. Và hai đội đã giành quyền hội ý. Và sau trận đấu này thì chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Team Mỹ Anh gặp các chàng trai của Kim Lan này. Và các vận động viên và ban huấn luyện bên phía của cả hai đội. Và bóng ăn điểm trực tiếp. Và ghi về điểm số thứ 8. 8-0 cho FC Sông Quê và hai đội đổi sân. Ở giải ban tổ chức. Đó vừa rồi thì chúng ta thấy một tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Nguyễn Cường và điểm số thứ 8 rồi. 8-0. Về Bùi Văn Cường phát bóng chưa qua lưới. Tình huống phát bóng chưa qua lưới. Và điểm đổi 1-8 cho Dem Kein. Điểm số đầu tiên của các chàng trai bên phía Dem Kein. Cũng là một tình huống phát bóng không qua lưới của Bùi Văn Cường. 1-8. Rất uy lực. Và phát bóng tốt lực của Lê Thành Thành. So với lại vậy là có điểm cho Dem Kein rồi. Điểm số là 28. Rất uy lực. Đây rồi, Xuân Đức.
Và đánh bóng rất mạnh của Xuân Đức nhưng đáng tiếc bóng đã ra ngoài và điểm đổi là 3-8 cho Temkin. 3-8 dành cho các chàng trai bên phía của Temkin. Trên hải số 2 Khánh Thanh Trang đang là Anh Hùng Quảng Nam. Thằng Điền. Thằng Điền. 619 anh em đang chạy. Một tốt của Trọng Nghĩa. Vậy là Quan Trọng Nghĩa đánh chưa bóng chưa qua hàng chắn của Tem Kin và điểm đổi là 4-8 cho Kin rồi. Một không tốt rồi. Xuân Đức đánh bóng trước qua chắn 5-8 và điểm đổi 5-8 cho Temkin. Thì các chàng trai của Temkin đó cũng lên liền 5 điểm. Và chúng ta, các khán giả đang có mặt tại sân xin một tràng pháo tay được không ạ? Và một trận đấu đầy cảm xúc vào ngay đầu giờ chiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn rất nhiều. Và sau trận đấu này xin ban tổ chức xin phép được nhắc lại một lần nữa là các chàng trai của hai đội bóng đó chính là Team Mỹ Anh và các chàng trai của Team Vim Diamond hãy chuẩn bị ngay từ phía bên ngoài và sau khi trận đấu này kết thúc thì cả hai đội sẽ vào để thi đấu ngay, tránh để làm mất thời gian ạ. Và quay trở lại với và trận đấu tiếp tục thi đấu thứ ba, trận đấu đầu giờ chiều ngày hôm nay, tỷ số giờ là 5-8. Vương một tốt, một pha đóng dấu vào đầu Bùi Văn Cường. Cơ hội để tiếp vẫn tục còn. Cho bên phía của sông quê có được Bùi Văn Cường. Vâng, lưới rồi. Trọng tài xác định là bên tem cứ nhìn tay đã chạm lưới. Đổi điểm dành cho bên phía của các chàng trai sông quê. 9-5. Đây rồi, Khánh Thanh. Và bỏ bóng Thanh Thanh rất đáng tiếc, bóng đã ra ngoài mất rồi, điểm số 9-5. 10-5 rồi. Về mặt cảm quan của Thanh Thanh là có, nhưng mà đáng tiếc rằng bóng đã đi ra ngoài. 10-5. Một pha bóng rất khó chịu của Bùi Văn Cường. Đánh bóng xuyên hàng chắn của Lê Thanh Thành và điểm đổi 60 cho Tem Kin. 60. Vậy là Lê Thanh Thành phát bóng ra ngoài mất rồi. Điểm đổi 11-6 cho FC Sông Quê. FC Sông Quê 11-6. Và Sông Quê họ chỉ còn cách chiến thắng ở trong hiệp thi đấu thứ ba này 4 điểm số. Vậy là tiếp tục Bùi Văn Cường phát bóng chưa qua lưới và điểm đổi là 71 rồi. Tiếp theo một tình huống phát bóng chưa qua lưới của Bùi Văn Cường, đổi điểm dành cho các chàng trai của Tiến Kiên Ninh. 7-11. Rất mạnh. Có điểm. Vậy là có điểm cho Kenin rồi, đổi điểm 81 cho Kenin. Các cầu thủ Nga có đi ra ngoài. Điểm số thứ 8 dành cho bên dưới của Kim Kenin. Rất đáng tiếc rằng Thành Thành Lê Thành Thành lại phát bóng ra ngoài và điểm đổi 12-8 trong khi đội bóng cho Sông Quê phải là những người bóng được tỷ số 12-8. Rất đáng tiếc. Bóng bầu tốt. Thành Thành. Bóng vẫn còn. Bùi Văn Cương ăn điểm rồi. Có điểm số dành cho các và điểm đổi 13-8 cho Sông Quê. Thank you.
Tiếp tục là Bùi Văn Cường phát bóng chưa qua lưới và điểm đổi 93 dành cho Temkin. Rất đáng tiếc. Lê Thanh Thành lại phát bóng ra ngoài. Phát ra ngoài lấy được tích hay sao vậy? Ngay sau khi Bùi Văn Cường phát bóng ra ngoài thì và điểm đổi 14-9 rồi. Lê Thanh Thành cho FC Sông Quê 14-9 điểm mất còn rồi. Một điểm số nữa thôi, Sông Quê sẽ chiến thắng ở trận đấu này. Thì FC Sông Quê họ sẽ có chiến thắng với tỷ số là 2-1. Điều rằng họ có cụ thể hóa được không đây? Và đánh bóng rất tốt của Thanh Sang và điểm đổi 10-14 của Tim Kiên Ninh và đang có một quyết tâm rất cao 10-40. Cầu thủ tốt rồi Bùi Văn Cường và kết thúc và kết thúc của Bùi Văn Cường và kết thúc xét đấu thứ 3 của trận đấu thứ 7 với tỷ số là 2-1. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ 8 và chúng ta cùng đến với là